Dương Dương bỗng bị đào lại nhan sắc đỉnh của chóp 5 năm trước trong Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. Dương Dương, nam thần nổi tiếng sau dự án ngôn tình cực bạo Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. Tuy diễn xuất luôn là tiêu chí tiên quyết để đánh giá thực lực của một diễn viên, nhưng nam diễn viên là một số ít trường hợp sở hữu nhan sắc đáng nhớ đến mức không ai quá để tâm đến họ diễn tốt hay dở. Sau 5 năm, Dương Dương đã có chút ít thay đổi nhưng nhiều fan vẫn trót yêu tiêu nại năm nào. Nhiều hình ảnh của anh đã được chia sẻ và gây sốt trở lại. Nếu ngồi bần thần nhớ lại Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, nhiều fan sẽ nhớ một tiêu nại ôn nhu trầm tĩnh là hot boy của trường. Những dạng nam thần thế này thường ít khi cười, luôn luôn tỏa ra khí chất khiến vừa quyến rũ vừa khó gần. Có thể nói Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên là một trong những cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Dương Dương. Thành công của vai diễn tiêu nại trong tác phẩm này đã giúp anh ẵm về giải thưởng diễn viên nổi tiếng của năm tại đêm hội Equity năm 2016. Câu chuyện tình yêu bắt đầu khi bối Vivi, hoa khôi khoa công nghệ thông tin trường Đại học A, ly hôn với nhân vật Chân Thủy Vô Hương trong trò chơi Thiện Nữ U Hồn và tái hôn với đại thần Nhất Tiếu Nại Hà. Đôi tình nhân ảo đã hẹn nhau ở ngoài đời và bất ngờ thay, người chồng mới cưới của Vivi lại là nam thần của trường Đại học A tiêu nại. Với độ phủ sóng rộng rãi của nguyên tác và sức nóng của dàn diễn viên chính, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên đã nhanh chóng cán mốc 24 tỷ lượt xem chỉ sau 2 năm công chiếu, trở thành một trong những phim truyền hình Trung Quốc có lượt xem cao nhất. Sắp tới Dương Dương sẽ trở lại với vũ trụ cố mạng trong dự án Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Lần này anh sẽ hợp tác với Địch Lệ Nhiệt Ba, cũng kể về mối tình nảy sinh từ trò chơi điện tử vô cùng hấp dẫn. Ngay khi công bố nam nữ chính, bộ phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh đã thu về sự quan tâm cực lớn. Không chỉ từ lượng fan hâm mộ khủng của Dương Dương, Địch Lệ Nhiệt Ba, mà còn từ fan nhan sắc, những người mong ngóng sự kết hợp của bộ đôi đỉnh cao nhan sắc này. Sự nên duyên màn ảnh giữa Dương Dương, Địch Lệ Nhiệt Ba như tạo nên một mỹ cảnh, bởi cả hai đều là trai xinh gái đẹp cả về ngoại hình lẫn độ nổi tiếng. Đặc biệt, một video ngắn có sự góp mặt của hai diễn viên chính Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba được bất ngờ tung ra khiến dân tình hào hứng không thôi. Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh đánh dấu sự trở lại của Dương Dương sau Toàn Chức Cao Thủ. Thời gian gần đây, Dương Dương đang thử sức với phim điện ảnh. Bên cạnh dòng phim ngôn tình quen thuộc, nam diễn viên được khen hợp với hình tượng soái ca vô đồ trong tiểu thuyết. Trước đó, nam diễn viên từng úp mở tạo hình mới trong phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh trên trang cá nhân. Bức ảnh do Dương Dương chia sẻ trên Weibo hoàn toàn không rõ mặt, chỉ lộ góc nghiêng nổi bật với chiếc mũi cao, trông Dương Dương mờ ảo dưới bầu trời lay lói ánh sáng. Nam thần phim ngôn tình thường lười đăng ảnh tương tác với fan nên bức ảnh này thu hút sự quan tâm. Nhiều fan để lại lời nhắn chào anh vô đồ. Một số khác suýt xoa khen Dương Dương đẹp trai dù bức ảnh này chẳng thể nhìn rõ mặt. Nam diễn viên 9X từng được khen ngợi bởi góc nghiêng thần thánh, gương mặt và thân hình đẹp như tạc tượng. Phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh có sự tham gia của Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba. Vai vô đồ của Dương Dương không chỉ là kỹ sư hàng không mà còn là cao thủ game online. Vai diễn này được nhận xét gần giống với vai Diệp Tu mà Dương Dương từng thử sức ở phim thể thao điện tử Toàn Chức Cao Thủ. Vô đồ cũng được miêu tả là thiên tài lạnh lùng gần giống tiêu nại của Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên.